làm MC đài truyền hình không chịu đâu. Giờ ra cái showroom bán mỹ phẩm nữa. Hồi xưa bả là nguyên cái tuổi thơ của tôi luôn á. Bắt đài Vĩnh Long lên là gặp, bắt đài Vĩnh Long lên là gặp. Sau khi mà làm nội dung rồi thì cũng mon man làm kết bạn được. Đây chân dung của mẹ nè, MC anh thơ. Ủa hai đứa lên hồi nào vậy? Trời ơi cực khổ quá miền Tây lên. Dạ đâu có đâu, một mình em miền Tây còn ông nội này ở Tây Ninh mà chị. Rồi khúc này là bả kéo vô á thể hiện chuyên môn nha. Cưng biết sao không? Cái loại này là trời đất ơi bà nói nguyên một lèo luôn dài thòn lòn. Xong có bắt đầu nghe cái nhớ được cái nhớ không được. Sự nói nghe cũng thiệt tình lắm nghe, tội nghiệp lắm trời mấy bà. Trời đất ơi nào giờ chỉ bán hàng trên livestream không mà cưng. Nhưng mà chị tâm quyết mấy đứa. Ra Hàn Quốc đó cái chú giáo sư này nè, mấy đồng ý phân phối cái sản phẩm này cho chị. Là một trong những cái sản phẩm nhập khẩu mà được nhiều giấy chứng nhận nhất luôn đó cưng. Rồi cho nên chị quyết định mở cái showroom luôn cho ai gần gần ở đây nè, người ta có thể đến người ta trải nghiệm. Hoặc là lâu lâu khách hàng của chị dưới miền Tây á người ta lên á thì cũng có chỗ tham khảo hết sản phẩm của chị luôn. Rồi nghe bà đứng nói một hồi tôi cũng đói bụng rồi, thôi đi ra ăn lót dạ tí xíu. Đồ ăn quầy live bữa nay cũng đa dạng lắm nha, đủ thứ loại bánh hết trơn. Rồi cái việc đó là xong rồi, bây giờ là tâm sự cái khúc đầu nè. Đi từ Đồng Tháp lên không lẽ giờ mình đem qua từ dưới lên là nó héo bà rồi. Tôi mới đặt qua trên này là tôi kêu 9 giờ giao tới cái địa điểm thì mày em đi. Không có bắt đầu mình tới 9 giờ rưỡi nữa mà bông của mình chưa đem tới. Xong bắt đầu sau đó mới mò mò đem tới. Trời đất ơi nó quê ông nội ơi. Rồi khúc này là 11 giờ bắt đầu là cử hành. Ôi lộn. Tiến hành múa lân múa gồng múa gắn múa phụng để mà hả khai trương. Rồi ai cũng kéo tới đông trơn, cái một hồi bà khóc luôn. Nói khai trương á khách mời của bà rất là ít luôn, còn bao nhiêu toàn là khách hàng tới không. Xong có bắt đầu một hồi tôi mới nghe bà đọc tên. Trời đất ơi khách mời của bà được có mấy người vậy nè mấy bà. Rồi đi lên chia sẻ bắn bóng bông bùng bùng đồ nè ha. Lộn khui xâm banh. Rồi khai trương hồng phát nha chị ơi, chúc cái chị hả nổ đơn ầm ầm luôn. Rồi chưa có hết đâu, vô thẳng vấn đề luôn nè. Đó chính là bốc thăm trúng vàng, khách mời được 2 lá thăm mà khách hàng cũng được 2 lá thăm nữa, tương đương với lại 5 phân vàng với lại 1 chỉ vàng. Trời ơi tôi ngồi tôi đợi mà cuối cùng hang, tôi nói cuối cùng hang tôi cũng không có trúng luôn. Cũng có kêu một số anh chị nữa mà người ta tới từ sớm rồi cho nên thành thử ra người ta về sớm mấy bà, tên lên 2-3 lần. Còn tôi dán cái số trên đây tôi ngồi tôi ngóng hoài mà tôi không có. Rồi khúc này xong rồi bắt đầu mọi người ào vô mua đồ. Showroom của bà nằm ở số 99 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố Thủ Đức. Nó cũng xa xa với bến xe miền Tây nha. Trời đất ơi vậy mà hả khán giả của bà hả lên nhóc hết trơn. Hỏi ra thì mới biết mấy chị này coi livestream của bà. Hồi nào giờ bà bán hàng online mà mình có biết đâu. Mấy cô mấy chị này ôi anh thơ nó livestream á cưng ơi, nó tư vấn đàng hoàng. Rồi bắt đầu mấy chị á mới mua theo sản phẩm của nó tới giờ nè. Xài im lắm. Ngày ra nó cái shop này nè. Chị lớn chị ủng hộ. Trời ơi vậy mà ra về ha, một người một túi, một người một túi. Hóa đơn là tiền triệu cho tới chục triệu không đó mấy bà. Bà nào muốn biết cụ thể sản phẩm thì tới đây tư vấn, còn thôi coi livestream của bả nha.